Những vị vương vương nổi bật của lịch sử Vương quốc Anh là ai? Nước Anh là một quốc gia vân chủ lập hiến. Với thể chế đại nghị trong cai trị, vương chủ hiện nay là vua Charles đệ tam, người vừa lên ngôi sau khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị băng hà. Dù hiện tại chỉ đảm trách những vai trò mang tính nghi thức, nhưng các đời hoàng gia Anh đã định hình nên văn hóa nước này trong hàng ngàn năm. Cùng điểm lại những vị vua và nữ hoàng nổi tiếng lịch sử, xứ sở sương mù, vua William đệ nhất. Theo chuyên gia về lịch sử History.com, vua William đệ nhất là người đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong lịch sử nước Anh. William, sinh năm 1028 và mất năm 1087, là con ngòi giá thú và cũng là con trai duy nhất của Robert đệ nhất, công tước xứ Normandy Pháp, cháu trai của vương hậu Anh Emma xứ Normandy. Năm 1035, William trở thành công tước xứ Normandy sau khi cha của ông mất. Năm 1051, William được cho là đã tới Anh để thăm hỏi anh họ là vua Edward, người dành phần lớn thời gian sống lưu vong ở Normandy khi người Đan Mạch chiếm đóng nước Anh. Theo các sử gia vùng Normandy, vua Edward hứa sẽ nhường ngôi cho William vì không có con nối dõi. Nhưng sau khi vua Edward qua đời, ngôi vị lại được trao cho Harold Godwinson, bá tước vùng mạnh của xứ Wales. Vì vậy, công tước xứ Normandy William bắt đầu cuộc chinh phạt nước Anh từ Pevensey trên bờ biển phía đông nam đảo Anh tới 3.000 binh sĩ và kỵ binh. Thất bại sau đó của vua Henry đệ nhị trong trận Hastings đã đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong lịch sử nước Anh. Giáng sinh năm 1066, William làm lễ đăng quang ở tu viện Westminster, lấy tước hiệu là William đệ nhất, trở thành vị vua gốc Normandy đầu tiên của Anh và chấm dứt thời kỳ sơ khai Anglo-Saxon của lịch sử nước này. Vua William đệ nhất đã khởi xướng nhiều thay đổi lớn trong việc quản lý đất đai và cai trị người dân. Ông cũng ra lệnh cho xây dựng nhiều lâu đài, hệ thống tác canh phòng thủ, trong đó có nền móng của tháp trắng London. Những hệ thống này đảm bảo ngăn chặn hiệu quả nhiều cuộc nổi dậy của người dân Anh hoặc những người không được kế vị nổi loạn. Năm 1085, để xác định mức độ mở rộng của lãnh địa và cải thiện việc thu thuế, vua William đệ nhất giao nhiệm vụ cho các cố vấn biên soạn cuốn Domesday, cuốn sổ điện thoại lớn về các vùng đất và con người nước Anh, xuất bản vào năm 1086. Cuốn sách được coi là một trong những thành tựu lớn của vua William đệ nhất. Vua William đệ nhất qua đời ở tuổi 59 tại Convent ở Rouen, thủ phủ của vùng Normandy, vào ngày 9 tháng 9 năm 1087. Con trai thứ của ông là William Rufus lên ngôi tại Anh, lấy tước hiệu là William đệ nhị. Vua Henry đệ ngũ, hoàng tử Henry sinh năm 1386 tại xứ Wales, là con trai của vua Henry đệ tứ, được cho là không có hứng thú với ngôi vị. Nhưng hoàng tử Henry có rất nhiều kinh nghiệm trận mạc khi cùng vua Henry đệ tứ đàn áp các cuộc nổi loạn tại xứ Wales và gia tộc Pevensey vùng Northumberland. Dù có những bất đồng về quan điểm chính trị, năm 1413, hoàng tử Henry vẫn được vua Henry đệ tứ truyền ngôi sau khi băng hà, lấy tước hiệu là Henry đệ ngũ. Ông nắm quyền cai trị đất nước và tiếp nối khát vọng còn dang dở của tổ tiên là chinh phục nước Pháp. Năm 1415, vua Henry đệ ngũ tuyên chiến với Pháp, tiếp diễn cuộc chiến tranh trăm năm giữa hai quốc gia. Vua Henry đệ ngũ và quân Anh đã giành chiến thắng tại trận Agincourt, đưa ông gần hơn tới ngai vàng nước Pháp. Lợi dụng những chia rẽ chính trị tại Pháp thời điểm đó, quân Anh tiếp tục thôn tính phần lớn lãnh thổ xứ Lục Lăng, dẫn đến sự xác lập của Normandy vào nước Anh lần đầu tiên kể từ giữa thế kỷ thứ 14 sau khi ký hiệp ước Troyes với Pháp năm 1420. Vua Henry đệ ngũ trở thành nhiếp chính và thái tử của Pháp, đồng thời ông kết hôn với công chúa Pháp là Catherine. Tuy nhiên, ông đột ngột qua đời 2 năm sau đó, 1422, nên ngai vàng được thừa kế bởi người con duy nhất của ông, Henry đệ sáu, vị vua duy nhất trong lịch sử cai trị cả hai nước Anh và Pháp. Dù có tài quân sự thiên bẩm, vua Henry đệ ngũ lại là người trị vì ngắn nhất trong số 8 vị vua có tên là Henry của nước Anh. Ông có tên trong danh sách 100 người Anh vĩ đại nhất do BBC bình chọn và công bố. Ông cũng là hình mẫu trong các vở kịch nổi tiếng của William Shakespeare. Vua Henry đệ bát, hoàng tử Henry sinh ngày 28 tháng 6 năm 1492 tại Randwick. Ông là con trai thứ hai của vua Henry đệ thất, người đặt nền móng cho chế độ quân chủ tại Anh. Hoàng tử Henry trở thành người thừa kế ngai vàng sau cái chết của anh trai, trị vì đất nước giai đoạn 1509-1547. Vua Henry đệ bát là một người đa tài, thông thạo tiếng Pháp, tiếng Latin, tiếng Tây Ban Nha, giỏi săn bắn, thể thao, chơi đàn và cả soạn nhạc. Không những vậy, ông còn nổi tiếng với việc
tăng biên chế tàu hải quân từ 5 lên 53 đơn vị và là người đã tách giáo hội Anh khỏi giáo hội công giáo Roma. Theo The Washington Post, vua Henry đời Bác không dưới 3 lần bị chấn thương ở đầu, trong đó có 2 lần khi ông ngoài 30 tuổi và 1 lần ở tuổi 40 do bị ngựa đè. Dù thường được mô tả là thông minh và điềm tĩnh khi còn trẻ, các nhà sử học nhất trí rằng hành vi của ông bắt đầu thay đổi sau tai nạn ngã ngựa năm 1536. Vua Henry đời Bác cũng là người duy nhất trong lịch sử nước Anh lập 6 hoàng hậu. Ông khao khát có con trai nối dõi nên liên tiếp cưới, ly hôn những phụ nữ khác nhau. Năm 1957, vua Henry đời Bác qua đời, để lại người vợ thứ 6, thứ 2, con gái Mary Elizabeth và con trai Edward, người trở thành vua Edward đệ lục khi mới 9 tuổi. Vua Jim đệ nhất sinh ra tại lâu đài Edinburgh vào ngày 19 tháng 6 năm 1566. Jim là con trai duy nhất của nữ vương Scotland Mary và người chồng thứ hai của bà là Lord Denny. Ông lên ngôi khi mới 13 tháng tuổi với tước hiệu Jim đệ lục sau khi mẹ ông bị buộc thoái vị vì chống lại giới quý tộc. Tuổi thơ của ông gắn liền với những cuộc tranh chấp quyền lực của các gia tộc để có thể giành quyền kiểm soát ông. Khi trưởng thành, vua Jim đệ lục được đánh giá là một người khôn ngoan và đã hòa giải thành công các phe phái trong giới quý tộc Scotland. Đến ngày 24 tháng 3 năm 1603, vua Jim đệ lục của Scotland trở thành vua Jim đệ nhất, vị vua đầu tiên của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland sau khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhất qua đời. Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhất là hậu duệ cuối cùng của vua Henry đời Bác. Bà không kết hôn với vua Jim đệ lục của Scotland, được coi là người thích hợp nhất để kế vị ngai vàng Anh thông qua bà cố của ông. Margaret Tudor, con gái lớn của vua Henry đệ thất, kế thừa thành quả của nữ hoàng Elizabeth đệ nhất, vua Jim đệ nhất cũng góp phần đưa Vương quốc Anh trở thành một cường quốc lớn trên thế giới về mọi mặt. Ông mất ngày 27 tháng 3 năm 1627. Nữ hoàng Victoria sinh năm 1819 là nữ hoàng của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland giai đoạn 1837 đến 1901. Bà kế vị ngai vàng ở tuổi 18 sau khi người chú là vua William đệ lục mất. Thời đại của bà kéo dài 63 năm và 7 tháng, được đánh dấu bởi một loạt sự tiến bộ về công nghiệp, văn hóa, chính trị, khoa học và quân sự trên khắp nước Anh. Thủ tướng đầu tiên dưới thời bà là Lord Mayburney, người đã trở thành bạn thân và cố vấn của bà. Vào năm 1839, nữ hoàng Victoria đã ngăn chặn lãnh đạo đảng bảo thủ Robert Peel lên thay Mayburney. Nhưng chỉ 2 năm sau đó, chiến thắng bầu cử đã giúp cho đảng bảo thủ chiếm đa số trong Hạ viện Anh và nữ hoàng đã buộc phải chấp nhận Peel làm thủ tướng. Từ đó trở đi, bà không còn can thiệp trực tiếp vào chính trị của nước Anh dân chủ. Nữ hoàng Victoria kết hôn với người anh họ của bà, vương thân Edward, năm 1840. Tại cung điện Jim London, họ có 9 người con. Theo history.com, vào thời điểm bà qua đời, nữ hoàng Victoria có tổng cộng 37 cháu chắt và cuộc hôn nhân của họ với các gia đình hoàng gia khác đã khiến cho nữ hoàng trở thành người bà của toàn châu Âu. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị sinh ra ở London vào năm 1926. Bà là con gái đầu lòng của vua George đệ lục và vương hậu Elizabeth. Cha bà lên ngôi sau khi người anh ruột là vua Edward đời Bác thoái vị vào năm 1936. Nữ hoàng Anh kết hôn với hoàng thân Philip vào năm 1947 và lên ngôi vào ngày 6 tháng 2 năm 1952. Dù không nắm thực quyền trong chế độ quân chủ lập hiến, nhưng trong suốt hơn 70 năm trị vì, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã trở thành một biểu tượng quốc gia, biểu tượng của văn hóa đại chúng, một phần của văn hóa Anh. Nữ hoàng chứng kiến những thay đổi xã hội to lớn trong suốt triều đại của mình, trải qua thời kỳ hậu chiến, quá trình chuyển đổi từ đế chế sang khối thịnh vượng chung, kết thúc chiến tranh lạnh, Vương quốc Anh gia nhập Liên minh châu Âu. Sự nổi tiếng của cá nhân nữ hoàng là một yếu tố quan trọng trong việc duy trì sự ủng hộ đối với chế độ quân chủ của Vương quốc Anh trong những năm gần đây. Bà thường tránh những can thiệp chính trị và được thần dân biết đến chủ yếu qua những sự kiện trước công chúng và các thông điệp Giáng sinh được phát trên truyền hình, trong đó thường nhấn mạnh tới giá trị của bổn phận và đối thoại. Mới đây, Điện Buckingham thông báo bà đã ra đi thanh thản vào chiều ngày 8 tháng 9 giờ địa phương tại Điền Trang, Balmoral, Scotland, nơi bà đã nghỉ ngơi trong cả mùa hè. Linh cữu nữ hoàng Elizabeth đệ nhị sẽ đưa từ Scotland về London vào ngày 13 tháng 9 và công chúng có thể viếng tại tu viện Westminster. Nữ hoàng sẽ được an táng trong lăng mộ tại nhà nguyện trong lâu đài Vince, bên cạnh 10 quân vương trước đây của Anh. Chi hài trong bà hoàng thân Philip, người qua đời hồi tháng năm ngoái, sẽ được chuyển tới đặt cạnh nữ hoàng. Nhà vua và vương hậu sẽ ở lại Balmoral tối nay và trở lại London vào ngày mai. Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Buckingham nói rằng
Các bác sĩ đang hết sức lo lắng cho tình hình sức khỏe của nữ hoàng và đề nghị nữ hoàng cần được theo dõi y tế. Các thành viên thuộc hoàng gia Anh sau đó đều tề tụ tại lâu đài Balmoral. Các lá cờ trên khắp Vương quốc Anh hiện đã được hạ xuống một nửa để bày tỏ sự tiếc thương đối với nữ hoàng. Các đài truyền hình lớn của Anh đã ngừng phát sóng chương trình thường nhật và thay bằng chương trình tin tức đặc biệt. Người dẫn chương trình mặc áo phục đúng theo quy định khi có một thành viên cấp cao hoàng gia qua đời. Chồng của nữ hoàng là hoàng thân Philip, qua đời hồi tháng 4 năm 2021 ở tuổi 99. Được biết thái tử Charles 73 tuổi, người được chỉ định thừa kế ngai vàng từ năm 3 tuổi, hiện trở thành vua Charles đệ tam và buổi lễ công bố chính thức tại cung điện Saint ở London sẽ được diễn ra trong thời gian sớm nhất. Con trai cả của ông là hoàng tử William hiện trở thành thái tử và con dâu là công nương Kate sẽ bắt đầu đảm nhận nhiều trọng trách hơn.